lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Phật pháp cơ bản phần 2, Phật pháp bài 31, Đạo Đế phần chánh tinh tấn. Dạ, chúng con kính thành kính cung thỉnh hòa thượng Nhất Đẳng có lời mở đầu cho bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng ạ. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chữ tinh tấn là chữ mà chúng ta thường rất nghe, thường nghe rất nhiều trong Phật học cũng như trong sinh hoạt của người Phật tử. Mà dường như chúng ta không nghĩ rằng nó có cái gì đó quá sâu xa để chúng ta đào sâu hay là tìm hiểu tường tận hơn. Thật ra thì chữ Samawayamo hay là Samawayama, chúng ta chỉ là tánh chánh tinh tấn, thì nó chỉ mang ý nghĩa gần nhất, nhưng mà nó cũng phản lột họ được hết ý nghĩa, bởi vì đây là một sự, không phải chỉ là sự siêng năng bình thường, mà là sự phấn đấu, mà không phải chỉ là sự phấn đấu, mà còn là vì cái ý thức thấy được cái nhu cầu cấp thiết. Và cái ý thức về nhu cầu cấp thiết đó lại đến từ một cái sự nhận thức cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, và cái gì là hệ quả của thiện, cái gì hệ quả của bất thiện. Giống như trường hợp là chúng ta thấy một mái nhà bị dột, và nếu chúng ta nghĩ là nếu mình không sửa liền thì mái nhà đó càng ngày nó càng đẩy thêm, và chúng ta sẽ tốn kém nhiều hơn nếu chúng ta để trễ, thành ra chúng ta phải sửa liền. Đó là một cái sự cố gắng do nhu cầu cấp thiết. Cái chữ Samawayamo là chữ rất là khó dịch. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành giờ để đi vào cái chi đạo này trong mắt chánh đạo. Bây giờ mời quý vị đọc cho bài học, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ, sa thủ lãnh thai, chúng con thành kính tri ân hòa thượng Nhất Đẳng. Dạ, bài học hôm nay phần 2, Phật pháp Đạo Đế phần chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là nỗ lực chánh đáng trong cuộc sống. Chúng sanh thường có những cố gắng, nhưng thường là xung lực bản năng, như siêng năng tích góp tài sản là một thí dụ. Sự cố gắng được gọi là chánh tinh tấn, là thái độ phấn đấu khi ý thức được cái gì nên có và cái gì không nên. Thí dụ như một người khi ý thức rõ căn bệnh thì tự sự hiểu biết đó cố gắng làm những gì để bệnh tình thuyên giảm. A. Điểm đầu tiên của người hung tu chánh tinh tấn là nhận thức rõ cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Chẳng những chỉ phân biệt mà còn thấy được sự tai hại của pháp bất thiện và sự lợi lạc của pháp thiện. Từ ý thức này trỗi dậy sự tích cực phấn đấu. B. Đối với pháp bất thiện, hành giả cương quyết ngăn ngừa ác pháp chưa sanh không cho sanh khởi, thận cần và tiêu trừ ác pháp hiện có trừ cần. C. Đối với thiện pháp, hành giả tích cực tu tạo những thiện pháp chưa có, khiến cho sanh khởi tu cần và duy trì pháp triển thiện và duy trì phát triển thiện pháp đang có là bảo cần. D. Đối với người huân tu chánh tinh tấn thì chỉ có một con đường duy nhất là phải nỗ lực đối với các pháp thiện và pháp bất thiện. Không có nỗ lực là đồng nghĩa với sự buông thả, chấp nhận, tiêu cực, đó là con đường thối đọa. Sự huân tu các chi đạo khác luôn luôn cần sự đồng hành của chánh tinh tấn. Biên soạn giáo trình Tỳ Khư Giác Đẳng. Dạ, kính mời quý đạo đại chúng cùng lắng tâm thanh tịnh cùng chúng tôi thỉnh pháp sư ạ. Thọ Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, vân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu xin,
Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai hoa, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao, đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy bùn nhơn, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm Thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Pháp Vương im lặng nhận lời, về vườn lọc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, gióng đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bở cớ tích sự tình ngày trước, đại Phạm Thiên mãi được tán dương. Kính thành dân cúng hương hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tỉnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng tự đưa thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng. Dạ, bạch với Hòa Thượng Nhất Đẳng. Dạ, chúng con chưa thấy tín hiệu của Hòa Thượng à. Dạ, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Xin cảm ơn cô Tịnh Hạnh. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua chỉ đạo số 6 của Bát Chánh Đạo, và từ chi phần này trở đi mang tính cách miên mật nội tại, có nghĩa là một cái gì đó rất là sâu ở trong nội tâm của chúng ta. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ba chỉ đạo này tạo nên một cái cấu trúc mà Đức Phật ngài gọi là định học tăng thượng, định học tăng thượng tức là samadhi, phát huy cái lực của nội tại, mở đầu với chánh tinh tấn. Trước khi đọc bài thì chúng tôi có nói rằng chánh tinh tấn, với chữ tinh tấn chúng ta thường hiểu là sự siêng năng. Thực ra ở đây thì nếu nói chánh tinh tấn là sự nỗ lực siêng năng thì nó vẫn chưa đủ nghĩa. Nó vẫn chưa đủ nghĩa. Chúng ta nên biết một việc là tất cả những cái chi khác, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bàn, chánh niệm, chánh định, khi mà tu tập tồn tại thì bắt buộc luôn luôn phải đi với chánh tinh tấn. Và khi mà chúng ta nói về chánh tinh tấn thì mình nên hiểu như là trong bài học chúng tôi có đề cập đến một ý thức rõ
về cái vấn đề mà mình phải giải quyết. Nếu không giải quyết thì nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ thối thất, đến cái chỗ gọi là công giả trang, nghĩa là hoài công những gì mình làm rất nhiều, rồi trong một vài cái giây phút thối thất chúng ta làm hỏng đi cái công phu của mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, ở miền quê mà muốn làm bánh thì quý vị phải chuẩn bị rất là cực, treo lên cái dừa, hái dừa xuống, nạo dừa ra vắt nước cốt để có được nước cốt dừa, lấy gạo ngâm ra xây bột, xây bột xong phải bồng bột, tức là bỏ trong cái bao dằn lại để nước nó ra và giữ cái bột lại, rồi sau đó lấy cái bột đó mới là bánh. Cái công đoạn mà chuẩn bị mọi thứ để làm bánh đó, nó rất là cực, mất nhiều thời gian. Thường á là ngày mai ăn bánh xèo thì tối nay là phải bắt đầu chuẩn bị. Và người đàn bà hay là người mẹ trong gia đình là cực lắm để ngày mai có được làm bánh xèo. Khi tất cả mọi thứ chuẩn bị một cách rất là cẩn thận như vậy, nhưng mà thí dụ như là làm một loại bánh nào đó như bánh bò chẳng hạn, mà mình nướng, ở trong lúc mình nướng nó quá lửa thì nó cháy đi. Thì thưa quý vị, với một cái người mà bình thường không có ý thức thì cháy cái bánh bò thì thôi, nhưng mà với một người mà đã bỏ rất nhiều công khó để chuẩn bị làm mà cái bánh bò nướng lên nó bị cháy đó, tức là một cái chuyện làm hỏng đi rất nhiều công sức. Tại vì không phải là bột mình mua siêu thị về mình trộn vô là mình nướng được liền, mà mình phải chuẩn bị. Thì lúc bây giờ khi mà người ta nướng bánh bò mà người ta có cái ý thức rằng nếu mình bất cẩn, nếu mình không có để tâm thì bánh bò nó sẽ bị cháy, và bao nhiêu cái công lao mà hôm qua tới nay mà mình chuẩn bị thì kể như là uổng công. Thì do vậy người này sẽ rất là chịu khó để quan tâm đến cái chuyện nướng bánh, đừng để cho nó quá lửa, đừng để cho mình lơ đễnh vân vân. Thì cái trạng thái mà cố gắng chuyên tâm lưu ý, bởi vì cái công trình nó đã đi một đoạn đường dài rồi, ở trong cái công đoạn nào đó nếu mà mình làm không khéo nó làm hỏng hết, thì do vậy người ta sẽ có một sự cố gắng đặc biệt. Sự cố gắng này là sự cố gắng không làm hỏng cái bánh, không làm hỏng cái công mình đã bỏ ra. Đó là một cái thí dụ về trạng thái tinh tấn. Có một người bỏ bao nhiêu thì giờ tiền bạc vào trong trường thiền để tu tập, rồi vào trong đó được hướng dẫn ngồi thiền, được hướng dẫn niệm hơi thở. Bỗng nhiên gặp một người bạn nào đó có nhiều chuyện để ba nói về món ăn, nói về việc này việc kia, mà người đó có thể nói trong 1-2 tiếng đồng hồ. Thì thật ra cái chuyện mà nói trong 1-2 tiếng đồng hồ trong thời gian hành thiền đó, thì đối với người ngoài nó không có tội vạ gì hết. Nhưng mà cái lúc mà chúng ta buông mình theo câu chuyện, buông mình theo phím luận đó, thì nó làm hỏng đi cái công trình chánh niệm mà mình tu tập mấy ngày qua. Tại vì sao vậy? Tại vì có hai cái chữ, một là trong đạo, hai là ở ngoài đời. Mà hai chữ đó đó, nó lại có đặc biệt liên quan đến cái chánh tinh tấn. Ở trong Anh ngữ có cái chữ gọi là procrastination. Procrastinate, chúng ta tạm dịch là khoảng đãi. Và khoảng đãi, thí dụ thái độ hẹn lần hẹn lượt,
công việc ta nên làm, không làm, cứ hẹn lần hẹn lượt, thì nó gọi là procrastinate. Có nhiều người bị cái bệnh như vậy. Và ở trong Phật học thì có cái chữ Pamada. Pamada chúng ta gọi là dĩ ngươi, giải đãi. Thì cái sự giải đãi hay là sự huấn đãi đó, nó đều nói lên một cái trạng thái là chúng ta không thấy cái sự nguy hại của cái trì trệ, sự nguy hại của cái hẹn lần hẹn được, sự nguy hại của cái không có cố gắng. Chứ tôi nhớ hồi mà Hòa Thượng Hồ Giác còn sống đó, Ngài hãy nhắc một chuyện, Ngài nói rằng cái nhà, cái nóc nó quan trọng lắm, nó dột lỗ nhỏ thôi, mình không sửa sớm, mai mốt mà tới khi mình để thời gian nó hư, nó là hư một kèo cột đó, thì sửa là lớn chuyện, tại nó vừa dột là phải sửa liền. Thứ vì căn bản mà nói thì cái gọi là sự siêng năng nỗ lực đó, nó phải đến từ một cái ý thức thấy rất rõ cái tai hại của vấn đề. Và khi thấy rất rõ tai hại vấn đề đó, thì nhận ra cái yếu tố gọi là thời gian tính, đó là chuyện phải giải quyết, phải giải quyết cấp thời. Mình đồng ý giải quyết, nhưng mà chờ 10 năm sau, 20 năm giải quyết thì thật ra nó là một chuyện khác. Mình giải quyết sớm là một chuyện khác. Và khi giải quyết á, thì phải có sự phấn đấu. Và tất cả, nguyên cả cái quá trình ý thức vấn đề, thấy được nhu cầu cấp thiết, ra sức phấn đấu, cộng tất cả những cái khía cạnh này á, thì chúng ta gọi là chánh tinh tấn. Nhưng mà chánh tinh tấn không phải là cái siêng bình thường, không phải siêng năng bình thường. Chúng tôi nhớ rằng hồi còn rất nhỏ đó, thì thưa quý vị, buổi trưa mẹ hay biểu ngủ trưa. Lý do là hồi còn nhỏ thì ham chơi, mà cứ biết là con nít đi ra ngoài trời nắng, lội sông, lội hồ, lội ao, lội sông rồi đi chơi với bạn bè đó, thì đi về buổi chiều hay bị ấm đầu hay bị bệnh lắm. Do đó ở nhà cha mẹ ông bà biểu ở nhà ngủ trưa, nghe lời đó, nhưng mà nằm chờ 30 phút ngủ trưa trôi qua rồi đó. Thì chúng tôi nhớ hồi nhỏ cảm giác là lúc mẹ cho phép đi ra ngoài sân đó, thì giống như chim sổ lồng vậy đó, là bung ra khỏi giường chạy đi liền. Chạy đi đâu? Chạy đi tìm những người bạn. Chạy tìm những bạn là gì? Là đi ra ngoài đồng cỏ nắng chang chang á, kiếm những cái cỏ mà chúng ta gọi là cỏ cú á, để làm những con gà để đá. Thì đại khái là tìm cái cỏ nào mà nó có cái đầu nó hơi lớn, nó mạnh á, chơi đá gà. Mà đá gà thì cũng kiểu cũng đích á. Hay hoặc giả là đi tìm những cái mùa u để lấy cái hộp để làm, để bắn thục ở trò chơi con nít dưới quê đó. Chúng tôi kể câu chuyện đó quý vị thấy rằng con nít rất siêng, rất siêng ở dưới nắng chang chang đi tìm cỏ để mà chơi đá gà, đi leo cây để mà hái trái làm đèn chim. Cái siêng đó, đó là một trong những cái chất mà trong thắng pháp gọi là thuần tánh của tâm đó. Ví dụ như chúng ta nói tầm tứ thắng giải cần khỉ dục, thì cần đó là sự siêng năng. Thì siêng năng đó nó chưa đủ gọi là chánh tinh tấn. Siêng năng đôi khi là cái gì rất là bản năng của mình, mình quá thích những chuyện đó. Ví dụ như là mình thích chuyện đó quá. Chúng tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ là ở trong nhà chúng tôi là người duy nhất mà rất là thích là buổi sáng 4 giờ đó, 4 giờ sáng thức dậy đó, thì đưa cái tay qua cái đầu bên mẹ chúng tôi nằm để lấy radio, và mở ra, mở đài radio, nghe đài Sài Gòn đó, để nghe đọc truyện như là Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Phong Kiếm Xuân Thu Oanh Liệt, v.v. Mà quý vị biết là hầu hết chuyện Tàu mà chúng tôi nhớ tới ngày hôm nay là do lúc đó chúng tôi nghe những câu chuyện như vậy. Nhưng mà chúng tôi hồi nhỏ rất là thích nghe chuyện đó.
mình còn nhỏ thì sáng sớm đã bắt đầu thức dậy để ngồi nghe và để nghe những chuyện như vậy, nghe một cách nghĩa là từng câu từng chữ đi vào lòng. Thì thưa quý vị, nó cũng là một thứ siêng năng, mình không biết gì nó có cái động lực. Thì chúng ta ghi nhận rằng sự siêng năng nào nó cũng có cái động lực, nhưng mà riêng đối với chánh tinh tấn á, thì nó phải đến từ một thứ, đó là ý thức thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là hệ quả của thiện, thế nào là hệ quả của bất thiện. Đây là một cái dấu hiệu trưởng thành hơn ở trong đời sống. Chúng ta tạm thí dụ là mình đi học, nếu mình ý thức rằng bây giờ nếu mình không học á, mai mốt mình có tuổi mình không còn học được nữa, do bây giờ phải học, đó là một nhu cầu cấp thiết. Hay hoặc giả Đức Phật kể khuyên chúng ta nên tu tập, tại vì có thể ngày mai chúng ta chết đi, một cơn gió độc đến, một con thú dữ tấn công, chúng ta không còn được cái điều kiện tốt như hiện tại bây giờ để nghe pháp, để tu tập nữa. Chúng ta phải ý thức cái nhu cầu cấp thiết. Cái chữ cấp thiết là một chữ rất là chính xác thì đối với chánh tinh tấn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào những cái chi tiết của chánh tinh tấn thì chúng ta nên hiểu rằng chánh tinh tấn không phải chỉ là một cái sự phấn đấu bản năng, mà đó là sự phấn đấu với hiểu biết, với ý thức. Hiểu biết gì, ý thức gì, hiểu biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, hiểu biết nên làm như thế nào với pháp bất thiện đã sanh, chưa sanh, và hiểu biết như thế nào là nên làm những gì đối với pháp thiện đã có, đang có và chưa có. Và kèm với một ý thức, cái ý thức đó là mình không có nhiều thời giờ để hoang phí, mình phải làm liền. Tại vì nếu mình không làm liền, nó sẽ mất đi cái thời gian tính, và chúng ta càng lúc càng bị cuốn lôi theo dòng nước. Phải phấn đấu. Cái chữ sau cái chữ mà chúng ta thấy được nhu cầu cấp thiết đó, thì chữ phấn đấu lại là một chữ khác rất là quan trọng liên quan đến chánh tinh tấn. Không có ai phấn đấu mà gọi là ồ ơ chí dồ. Không có ai phấn đấu mà chỉ đơn thuần là cố gắng xuông được, mà phấn đấu là ra sức, ra công và chấp nhận những khó khăn, đương đầu với những khó khăn và tiếp tục tiến lên. Ngày hôm qua đó, quý vị nào mà có nghe cái bài pháp, bài giảng của Hòa Thượng Từ Siêu ở trong lớp Pali Pháp Cú đó, ở trong bài giảng đó Đức Phật Ngài có đề cập đến một cái hiện tượng mà có tất cả chúng sinh. Đó là giống như con cá mà quăng lên bờ thì nó vùng vẫy. Cái tâm này đó, khi mà mình tu tập hay là mình vượt qua khỏi cái thế giới của ma đó, thì nó cũng vẫy vùng. Cái giai đoạn mà chuyển tiếp, cái giai đoạn mà mới tu, giai đoạn đang phấn đấu, nó luôn luôn là một thách thức lớn cho bất cứ ai, cho bất cứ ai để theo đuổi con đường tinh thần. Nhưng mà nếu trong lúc đó mình là một người chánh tinh tấn và một cái ý thức toàn diện đó, thì chúng ta thấy rằng nó phải như vậy, không có cách nào khác. Cũng như người ta nói như vậy là nuôi con mới biết ơn cha mẹ, lập thân hành đạo á mới biết đời vui khổ. Đời sống của chúng ta, người Mỹ họ nói rằng no pain, no gain, tức là không có phấn đấu. Phấn đấu đến mức mà gọi là chịu đựng những cái đau khổ nhọc nhằn đó thì không có thành tựu. No pain, no gain. Mà mình muốn thành tựu đó thì mình phải phấn đấu. Và chúng ta phải trả giá sự phấn đấu đó. Như Ngài Sơn Trang nói rằng người tu mà chưa có ba lần rơi nước mắt á, thì chưa làm gì đâu. Đôi khi chúng ta phải đem vào lòng những cái nhọc nhằn, những cái cay đắng. Mình mới nhìn nghe như là một bất hạnh, nhưng mà kỳ thật á,
cái đau khổ, cái thất bại, cái khó khăn của người tu đó, nó không phải lúc nào cũng tiêu cực như mọi người nghĩ đâu. Và thật ra đó là những liều thuốc rất tốt nếu chúng ta biết tiêu hóa, nếu chúng ta biết ý thức. Con người không có ai trưởng thành từ cái sự thuận duyên, giàu có, sung túc, ít lắm, rất ít, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta dần dà sẽ học để cảm kích, cảm ơn những đau khổ nó xảy ra trong cuộc đời là do mình hay do người khác mang lại. Tại với những khổ đau đó, chúng ta học ý thức hơn, hiểu biết hơn, quyết tâm hơn, phấn đấu nhiều hơn. Không có một thầy nào, không có một trường nào mà khiến cho chúng ta phấn đấu nhiều bằng chính cái ý thức do cái kinh nghiệm thực tế của chúng ta hết. Mình tu á, hay mình làm việc gì mà mình không trân trọng cái kinh nghiệm bản thân á, thì không đi về đâu hết. Ai cũng vậy. Bởi vì một cái người nào mà luôn luôn đổ lỗi cho người khác, một cái người nào luôn luôn than thở, một người nào luôn luôn là đi cầu cạnh, người nào luôn luôn đi tìm một chỗ tựa, thế cái người đó họ chậm lớn ở đời sống tinh thần. Khi mà mình tu tập, mình phấn đấu thì việc đầu tiên là tự mình nếm trải cái khổ đau, cái thất bại mà mình có. Và từ sự nếm trải đó, chúng ta có đủ cái sự phấn đấu, đủ sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây là học rõ những gì mà mình đã trải qua, và sự phấn đấu là làm sao để tránh nó không lặp lại. Cái đó là đòi hỏi kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, Ngài Achancha, Ngài nói rằng tất cả người tu đều trân quý cái kinh nghiệm cá nhân, dù là kinh nghiệm thành công hay thất bại. Mình phải trân trọng điều đó. Tại vì từ đó nó cho chúng ta một sức phấn đấu, nó cho chúng ta một niềm tin. Người khác thuyết phục mình 100 lần không bằng bản thân mình thuyết phục. Mình đã đụng vào điện nó giật rồi đó, lần sau chúng ta cẩn thận với điện. Mình bơi lội ra xa bị hụt chân một lần rồi đó, sau đó chúng ta xuống nước sẽ cẩn thận. Không có ông thầy nào mà dạy chúng ta tốt bằng cái kinh nghiệm bản thân hết, nếu chúng ta chịu học. Mặc dù người ta nói rằng kinh nghiệm là ông thầy khó tính, bắt mình thi trước rồi mới dạy mình sau. Nhưng mà quả thật là kinh nghiệm là rất là quý báu. Vì vậy, đôi khi chúng ta có một cái nhìn rất là hời hợt, là mình nghĩ rằng cái người tu mà siêng năng tinh tấn đó, đó là những người thiếu trí tuệ. Dạ, cái người có trí là chỉ ngồi đó, dùng cái trí tuệ của mình để thấu tình đạt lý, để chứng ngộ, để thế này kia. Chúng ta trở thành một con mọt sách, chúng ta trở thành người tu ở trên ghế salon. Và cái sự tu mà cái kiểu người mà đọc thiền luận rồi nói đông nói tây, nói triết lý về các công án, thực ra người ta có nhiều trong cuộc đời lắm, nhưng người ta không ý thức được rằng những điều đó đó nó chỉ là cái triết lý viển vông thôi. Cho đến khi nào mình thật sự nhập cuộc, mình ý thức biết rõ thì mình thấy rằng chánh tinh tấn không đơn thuần là cái sự siêng năng, mà chánh tinh tấn là một sự phấn đấu một cách kịp thời, phấn đấu một cách có hiểu biết, phấn đấu một cách có nhận thức. Tại sao chúng ta dám khẳng định như vậy? Tại vì Đức Phật đã dạy rõ rằng chánh tinh tấn đó có bốn chi Phật là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Chúng ta nói nhanh là thận trừ tu bảo. Đối với ác pháp chưa sanh thì mình làm sao cho ác pháp nó đừng sanh. Ví dụ như là mình làm một công việc gì đó, mình thích, thấy người ta chơi game, mình chơi game, hay là mình thấy người ta đi chơi casino vui quá, mình đi chơi casino. Nhưng mà với một người mà có cái hiểu biết ấy, thì nhắc chính mình rằng coi chừng á, có nhiều người đi casino riết nghiện cờ bạc, bắt đầu chơi cho vui rồi nghiện cờ bạc rồi tán gia bại sản. Người ta bị như vậy chưa chắc mình tránh khỏi,
Thật ra tốt hơn hết là thôi đừng đi. Chúng tôi ở Mỹ này biết rất nhiều người thú vị rơi vào cái chuyện bài bạc ấy, là nó chỉ vì những cái chuyện rất tầm thường ban đầu. Nó tầm thường tới nỗi mà mình không tưởng tượng được. Đó là họ có những bạn bè, và những bạn bè này đó, họ đã mất rất nhiều tiền cho các casino. Casino tức là sòng bài ở Mỹ đó, giờ Las Vegas hay là ở bên Louisiana chẳng hạn. Và bởi vì họ đi đánh bài họ thua nhiều á, thành ra họ được cái đãi ngộ của casino là họ có thể lấy phòng sang trọng, lấy phòng không tốn tiền, họ vũ mình mà. Và những cái người này đó họ rất hãnh diện, họ rất hãnh diện để họ mời bạn bè đi theo để họ lấy phòng cho bạn bè không tốn tiền. Mà chúng tôi nghe nói là có khi phòng không tốn tiền mà ăn cũng không tốn tiền, chúng tôi nghe nói như vậy đó. Thì cái người rủ á, họ hãnh diện là tại vì thấy rằng họ có thể lấy phòng không tốn tiền, và cái người đi chơi đi theo á thì họ cảm thấy vui là ô tự nhiên mà đến khách sạn rất là casino, thường khách sạn tốt to lớn lộng lẫy, khách sạn tôi coi văn nghệ không tốn tiền, ăn uống không tốn tiền, cho ở không tốn tiền, tội gì mà không đi. À, cái chuyện đó nghe rất bình thường và nhiều người đi như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một sự khởi đầu, và sự khởi đầu đó đã dẫn đến một cái hệ quả là không biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa thánh tận. Bởi vì sao vậy? Ban đầu người ta dẫn mình đi, nhưng đâu ai dẫn mình đi hoài. Ban đầu mình chơi cho vui, nhưng mà sau đó mình chơi thiệt. Và từ cái chỗ đó đã có nhiều người mất sạch, mất trắng tài sản, tiền dành dụm, tiền có được. Người ta nói như vậy, thưa quý vị, người ta nói là bình thường đó, mình cho cha, cho mẹ, mình cúng chùa đó, 500, 1000 một tháng lớn. Nhưng mà khi đến sòng bài rồi đó, cái con ma bài bạc cái nhập vào mình rồi đó, thì đôi khi đặt một cái cây có thể là 10.000, có thể 20-30.000, đặt thấy rất nhẹ nhàng, thấy tiền bạc không có nghĩa gì hết. Lạ lắm. Và khi họ mất cắn như vậy đó, thì thú vị, nó đến từ một sự khởi đầu. Sự khởi đầu đó là gì? Là coi thường. Sự khởi đầu đó, đó là không thấy được rằng cái chuyện này nó có thể dẫn mình đến vực thẳm mà không để ý. Rất rất nhiều người, rất nhiều người chúng tôi biết là vợ đi làm, chồng đi làm, tạo được cái tài sản, trả hết nhà, mua xe cộ, mua đất đầu tư v.v. Khi có chút tiền rủng rỉnh trong túi ở cái tuổi 50-60 đó, thì bỗng nhiên bạn khi có chút tiền rủng rỉnh trong túi ở cái tuổi 50-60 đó, thì bỗng nhiên bạn bè rủ nhau chơi. Và ở các sòng bài ở đây, thưa quý vị, họ thường làm một cái chuyện mà họ hay dụ dỗ. Người mình nói chuyện dụ dỗ thì nghe quá lớn rồi, dụ dỗ gì. Nhưng mà thật sự dụ dỗ là họ bỏ tiền ra, họ mời những ca sĩ rất là nổi tiếng. Bọn phải mời 1, 2 mà có thể mời mấy chục ca sĩ về. Và họ làm cái chương trình văn nghệ, đúng cái nghĩa là hoành tráng, một cái chương trình văn nghệ rất là lớn. Mà vào cửa tự do, vào cửa tự do. Với chương trình văn nghệ đó mà trong cộng đồng tổ chức, có đi có thi, đi coi có thể tốn vé cả 100 đồng. Bây giờ vào cửa tự do. Và nếu có bạn bè rủ đi, và bạn bè lấy phòng cho mình ở free, ăn uống free, thì thật sự thích quá rồi. Và không có ai nghĩ rằng mình đi một chuyến mà mình rơi vào con đường đó. Không ai nghĩ như vậy. Không ai nghĩ như vậy hết. Nhưng một khi mà mình đã xa vào con đường bài bạc rồi đó, thì thưa quý vị, chúng tôi đã từng gặp những người họ đến chùa đó để họ lót gạch cân cất. Và đứa bé cho biết rằng người đó đã từng có trong tay 10-20 triệu đô la khi hồi xưa họ mở những business, nhưng vô bài bạc thua tận hết. Và thứ gì có nhiều câu chuyện lắm. Đến nỗi mà chúng tôi nói là ở bên Mỹ này có hai cái chuyện tai họa, là một là đàn ông về Việt Nam có vợ nhỏ, và hai là ở đây người Việt đi casino, đi bài bạc. Đó là hai cái đại họa của gia đình mà ít có ai nói đến. Nhưng mà chuyện đó nó có, nó xảy ra rất nhiều, nhiều lắm. Thì ở đây đó, để có thể ý thức từ ban đầu, ý thức ban đầu là đây là miếng mồi của ma, đây là cái chuyện mà sẽ dẫn đến một con đường thối đoạn,
thì người đó phấn đấu. Cái sự phấn đấu đó đúng nghĩa là chánh tinh tấn. Cái chúng ta gọi là thận cần, tức là cái nỗ lực ngăn ngừa ác pháp chưa sanh không cho sanh khởi. Trừ cần, tức là cái nỗ lực diệt trừ cái ác pháp đang có. Về cái này thì thật sự là nó đòi hỏi rất nhiều một cái thái độ khách quan đối với bản thân của mình. Cái khó nhất ở trong cuộc sống thưa quý vị, đó là cái nhìn khách quan. Mình phiền não phải thấy là phiền não. Ở trong lòng mình có ác pháp, nhìn thấy ác pháp. Mình có cái thói xấu, mình nhận là có thói xấu. Thí dụ mình có cái tật hay ganh tị đố kỵ người khác, mình phải thấy được chuyện đó. Mình có cái tính là hay nói lời chia rẽ, mình phải thấy điều đó. Mình có cái tính hay là cao ngạo trịch thượng, mình phải thấy điều đó. Mình có cái tính là hay coi thương người khác, mình phải thấy điều đó. Nhưng mà rất ít khi chúng ta thấy điều đó. Thấy được cái bất thiện pháp đang có ở trong tâm của mình, nó đòi hỏi gì? Nó đòi hỏi sự thành thật, sát chắc và đòi sự thành thật. Chúng ta luôn luôn biện minh và chúng ta luôn luôn thấy được rằng tự cho rằng mình tốt, và ai nói rằng mình có phạm thói xấu đó, mình dễ nảy, mình từ chối liền, tôi đổ xấu như vậy. Và chính bản thân mình cũng thành thật, mình không thành thật với chính mình thì lấy đâu mà mình biết rõ cái đó là bất thiện pháp. Bởi vì hồi xưa đó, Đức Phật có dạy khi đi theo một pháp và sống tập trung, sống một mình và bây giờ sống trong rừng, một trong những cái lợi ích của đời sống độc cư đó là cái khả năng nhìn chính mình, nhìn chính mình, nhìn một cách trung thực. Chúng tôi biết có một người Phật tử, người này nói với chúng tôi một điều mà chúng tôi không có phản ứng gì, nhưng mà chúng tôi rất quý vị đó, là có một vài trường hợp vị này có cái tự ái, và trong cái tự ái thì có cái cảm xúc tầm thường. Ví dụ như là mọi người cũng làm, mình cũng làm, nhưng mà tại sao người khác được nhắc mà mình không nhắc đến? Thì thứ gì thường là những cái tự ái nó sâu kín trong lòng đó. Rồi ít muốn nói ra, tại vì mình nói ra mình thấy cuộc xấu thêm. Nhưng mà người này lại có một cái tâm thành thật và nói à, ở trong lòng có cái ý nghĩ như vậy. Thì tôi thấy điều rất là đẹp, thật sự rất là đẹp. Con người mình mà có khả năng nhìn những cái thói xấu trong lòng, mà trong cái thiền ngữ gọi là nhìn cái bản lai diện mục, nhìn cái mặt mũi thật, nhìn chính bản thân mình một cách trần trụi. Và cái trần trụi không có qua cái chuyện mà tô hồng chuốt lục, không có qua cái chuyện mà cao chút, mà nhìn một cái trần trụi, nhìn cách thức thật. Dạ, tức là cái hình ảnh rất là trung thực của bản thân. Và để thấy rằng à, đây là ác pháp, ác pháp đang có trong người, chỉ cái nhìn không có lời đạt luôn. Dạ, bởi vì chúng ta đừng sợ bất thiện pháp, đừng sợ rằng mình có bất thiện pháp, mà chỉ sợ rằng mình không thấy được nó. Nếu mình tu quá mà mình thấy rằng mình có cái tính hay tự ái bạc, tính hay cao ngạo, có tính hay ganh tị tật đố, tính hay giải đãi dễ ngươi. Và cái việc đầu tiên mình làm gì hết, cứ đem cái những điều đó vào trong ý thức của chánh niệm. Đây là dễ ngươi, đây là giải đãi, đây là tự cao. Và đặc biệt cái giây phút mình cái đó nó sanh khởi lên, tập nhìn nó bằng chánh niệm, ghi nhận rõ. Và trong trường hợp này chúng ta nên hiểu rằng chánh tinh tấn phải đi với chánh niệm chánh định nữa, chứ không phải chánh tấn một mình. Nhưng mà thấy được cái mặt mũi thật sự, thấy được con người trần trụi của mình, cái thân tâm trần trụi của mình mà không có qua cái chuyện cao chút, qua cái chuyện biện hộ, nó là một cái lợi lạc rất lớn trong đời sống. Vì vậy, một ở trong những cái tố chất của Thiên Bồ Tát tu tập gọi là Sắc Parami, là chân thật ba la mật. Chân thật ở đây không phải là sự thật thà, ta nói bình thường. Chân thật ở đây là dám nhìn nhận sự thật, dù đó là sự thật rất xấu về bản thân của mình, dám nhìn nhận. Thì cái đó gọi là chân thật ba la mật.
Thưa quý vị, đó là hai pháp gọi là thận cần và trừ cần, tức là hiểu biết về ác pháp và biết được cái gì nên làm khi mà đối với ác pháp chưa sanh và là ác pháp đang có. Nhưng mà biết như vậy cũng chưa đủ. Cái người tu đặc biệt á, là nếu chỉ nghĩ xấu, biết cái xấu của mình á, thì chuyện đó nó cũng phải là chuyện tốt đâu. Mình vừa phải thấy cái xấu, vừa phải cái tốt của mình được. Nó mới gọi là khách quan. Khách quan không có nghĩa là tự lên án mình, tự kết án mình. Khách quan có nghĩa không có nghĩa là lúc nào cũng có cái nhìn rất là khắc khổ với bản thân của mình, không phải vậy. Một người có thật sự tránh tinh tấn, biết cái gì tốt, cái gì xấu, giống như là mình hồi nhỏ thưa quý vị, chúng tôi ở nhà đó, thường là ở miền quê tặng rau sống rất là nhiều. Rau sống thì có hai thứ là rau thơm và rau gém á. Thì cái rau thơm là rau mình ăn sống, còn rau gém là mình ăn mình bỏ trong cái nước nóng á. Ví dụ như mình ăn ăn mắm hay mình lấy rau mình nhúng vô, có những thứ rau không không có nhúng vô trong trong nước nóng được, cái rau mình nhúng vô nước nóng được là rau gém. Thì khi mà ăn rau gém và rau thơm á, chúng tôi nhớ là ở trong nhà thường giao cho anh em chúng tôi đó đi hái rau, hái ngoài vườn và vào nhặt rau. À, vừa lặt mà vừa lấy ra cái gì ăn được và cái gì không ăn được thì lặt ra bỏ đi. Chúng tôi thật sự là ăn thì thích nhưng mà lặt ra thì chúng tôi ngán lắm, tại vì trong gia đình 5-7 người ăn một thúng rau vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi lần nghĩ đến cái hình ảnh mà lặt rau đó, chúng tôi lại nhớ đến một cái ý nghĩa về chánh tinh tấn đó. Là chúng ta nói cho đúng nghĩa trong sự tu tập đó, ở chánh tinh tấn là chúng ta phải thấy được cả hai, là cái gì tốt cái gì xấu, chứ không phải chỉ thấy cái xấu mà thôi. Mình nấm lặt rau tức là mình lấy được, thấy được cái rau ăn được, rau tốt, và thấy được cái rau héo, rau có sâu, lặt bỏ đi. Chứ không có nghĩa là mình chỉ đi tìm cái có sâu không, hay là đi tìm một cái thì là rau tốt không. Tại vì trong cái rổ rau mà mới thấy bộ nó có cả tốt cả xấu, có già có non, có cái ăn được cái không ăn được. À, phải thấy cả hai. Thì với một người mà tu tập chánh tinh tấn, không phải chỉ có cái ý thức, không phải chỉ có hiểu biết về ác pháp và biết được cái gì nên làm đối với ác pháp, mỗi người đó còn có ý thức rõ cái gì là thiện pháp và cái gì nên làm với thiện pháp. Về điều này đó, nó tương tự như là chúng tôi sống ở trong chùa và có những thứ ở trong sân chùa như là cỏ dại mình phải cắt đi, những cái cây hoa mình phải nhổ đi. Nhưng mà rồi có những cây và những hoa đó mà nó tốt, nó cần cho chùa đó, thì mình phải biết bảo dưỡng nữa, chứ không có nghĩa là mình chỉ biết cắt cỏ không thôi mà bảo dưỡng hết. Đây, mình cũng phải biết cách trồng những cây nên trồng và biết bảo dưỡng những cây đã trồng rồi. Nó lại là một cái đòi hỏi khác, nó ý thức khác. Bởi vì cái người tu chánh tinh tấn không phải chỉ có hiểu biết đối với bất thiện pháp mà hiểu biết với thiện pháp nữa. Và đối với bất thiện pháp có nhu cầu cấp thiết thì đối với thiện pháp cũng có nhu cầu cấp thiết. Một điểm mà rất là trớ trêu á, mà nó như là một hiện tượng rất là tự nhiên đối với chúng sanh đó, là mai mốt quý vị nào mà có học kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thầy Siêu đó, thì quý vị sẽ nghe những câu kinh Pháp Cú. Và ở trong cái Đức Phật, ngài không dùng đến cái chữ chánh tinh tấn, nhưng mà ngài nói như vậy là nếu một cái ác niệm sanh khởi đó, thì mình hãy cấp thiết, hãy kịp thời diệt cái ác niệm đó. Bởi vì ác niệm nó sẽ sanh rất nhanh, nó lan rất nhanh. Mà nếu có một cái thiện niệm, một cái tâm niệm thiện sanh khởi thì hãy cố gắng gìn giữ. Tại vì cái bản chất của thiện pháp, cái hạt giống lành trong tâm của chúng sanh đó, nó cũng dễ mai một lắm, rất dễ mai một. Có nhiều phật tử đi chùa nghe pháp thích quá, từng tới đi chùa nữa,
Nhưng mà tới lần thứ ba rồi không còn cảm hứng đi, tại quen rồi. Lần đầu mình nghe pháp mình thích quá, nhưng mà sau một hai tuần lễ tự nhiên không còn cảm hứng nữa, không đi nữa. Mình tu tập cũng vậy. Mà chúng ta đừng có nói đến cái chuyện đi chùa nghe pháp hành thiền, ngay cả cái chuyện mà quý Phật tử nào ở Mỹ mà quý vị có chiếc xe hơi đó, mình mới mua chiếc xe về đó, thì thường thường là những ngày đầu mình tìm cái này cái kia để mình thêm vào rồi mình hút bụi sạch sẽ. Nhưng mình đi càng lâu rồi đó thì cũng chiếc xe đó cũng là cái xe của mình, cũng là phương tiện của mình, mà có nhiều người đó lại cảm thấy có tha thiết để giữ cho sạch nữa. Cái đó là cái tự nhiên. Thì cái thiện pháp của chúng ta cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng thiện pháp hiện nó có thì nó sẽ tồn tại hoài, hay là nó chưa có thì do cái duyên nào nó có. Đúng ra thì nếu chúng ta biết, nếu chúng ta có sự quen thuộc với Phật pháp, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng một buổi sáng thức dậy, một buổi tối trước khi đi ngủ, nếu chúng ta có tu thôi, thì chúng ta vẫn có thể tạo thiện pháp, tạo sự an lạc. Chúng tôi không biết ông bà nói cái câu gọi là nước lã khuấy nên hồ đó, thì ông bà nói câu đó là để khen cái người mà giỏi giắn như thế nào. Nhưng mà với một người mà tu tập mà có chánh tinh tấn, thì ở một phương diện nào đó giống như nước lã khuấy nên hồ, cũng thời khắc đó, cũng thời giờ đó, cũng thân tâm đó. Nhưng với người khác ấy, thì nó chỉ là những thời khắc chậm chạp trôi qua, những thời khắc vô nghĩa. Nhưng với một người có chánh tinh tấn thì đó là giờ phút mà để tạo nên những thiện pháp chưa có và để duy trì những thiện pháp đang có. Tạo nên thiện pháp chưa có để sanh khởi gọi là tu cực, mà gìn giữ những thiện pháp đang có gọi là để tăng trưởng thêm gọi là bảo cực. Cái này là một cái sự khác biệt giữa người có hiểu Phật pháp và người không hiểu Phật pháp. Cái người không hiểu Phật pháp thì nghĩ rằng mình muốn có phước á thì mình phải bỏ ra số tiền rất lớn, mình phải trai tăng, một cụ trai tăng vĩ đại, phải làm lễ dân y, phải thế này thế kia. Mà cái chuyện đó đòi hỏi cả một công trình. Nhưng với một người có tu, có hiểu biết đó, thì thưa quý vị, một buổi sáng thức dậy, mình lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, mong cho tất cả chúng sanh được an lạc, niệm tâm từ, và bằng tất cả cái tâm trong sạch buổi sáng mình, thì cái thời khắc đó cũng thân tâm đó mà chúng ta tạo ra được nhiều thiện pháp. Mà có một điều lạ là mình càng tu, mình càng hiểu biết á, thì mình càng có nhiều cơ hội để tạo thiện pháp. Thậm chí có một chuyện mà nhiều người không bao giờ biết, đó là tùy hỷ. Thấy người ta làm chuyện gì tốt, mình xa thú, mình vui theo. Điều này là điều rất là khó nói. Tại chúng tôi biết có những người mà thấy người khác làm phước là đố kỵ, thấy ai làm nhiều phước cũng dèm pha, dèm xỉm, nói ra nói vô. Nhưng mà cái đó đó là họ cuộc sống đó, họ không được phước rồi, mà họ chết rồi, người ta hồi hướng rất là khó nhận. Tại sao thấy người khác làm phước tốt mà mình không quan hỷ? Tại sao thấy người khác họ có những điều hay mà mình không trì hỷ? Thậm chí mình đọc trên báo, nghe tivi, trên Facebook, ví dụ như mình thấy ai đó họ đi chùa làm phước, thì ở trong lòng mình nên hoan hỷ xa thú. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng thay vì thì giờ đó, thay dòng tiền đó họ đi casino, thay vì thì giờ đó đồng tiền đó họ đi chơi vô ích, bây giờ họ đi chùa làm phước, mình nên hoan hỷ. Mình hoàn toàn không biết họ, mình cũng hoàn toàn biết gì, mình thấy người ta post mình cũng hoan hỷ xa thú ở trong lòng mình. Cái hoan hỷ đó, cái tùy hỷ đó, đó nó cũng là một nguồn sinh. Đừng coi thường đó, đừng coi thường. Và đôi khi mình đi chùa thấy một người làm công quả, họ hàng tuần họ đến trong âm thầm họ dọn dẹp nhà vệ sinh hay làm gì đó, mình nên xa thú tùy hỷ, mình vui theo cái đó của mình cũng có phước. Mình thấy một người đến chùa thì đi rong ở ngoài chạy vô thắp ba cây nhang lại Phật thành kính, mình tùy hỷ. Mình thấy một người nghe pháp để hết tâm nghe pháp, mình cũng tùy hỷ. Thì nói cách khác là một người mà có hiểu biết về thiện pháp á,
để biết rằng chúng ta có nhiều cái cơ hội để thiện pháp sanh khởi. Như một người có chánh tinh tấn là có một cái ý hướng rõ là mình phải làm sao để thiện pháp được tăng khởi. Về điểm này đó, nếu chúng ta học ở trong thắng pháp, phải học thắng pháp thưa quý vị. Phải học thắng pháp thì mới thấy điểm này là những cái thiện tâm và như bài học gì rồi, thắng pháp chúng ta học về tâm thiện, dục giới, tịnh hảo hay là tâm đại thiện. Những cái tâm dục giới, tâm thiện, dục giới, tịnh hảo nó luôn luôn cho quả, nó luôn luôn cho quả. Và tâm bất thiện luôn luôn cho quả. Tại cái tâm đó nó, nhưng mà khi mà chúng ta còn vô minh ái dục đó, thì nó luôn luôn tạo ra cái quả. Và chúng ta càng sống nhiều với thiện tâm thì chúng ta càng có nhiều sự an lạc. Trong đời sống này nó là một điều bất hạnh rất lớn cho chúng ta. Nếu chúng ta gặp Phật pháp rồi mà trong lòng chúng ta không có nuôi được thiện tâm, nói cho cùng đó thì từ Phật pháp, từ lời dạy của Đức Phật, làm sao để chúng ta hung đúc, làm sao để chúng ta làm sanh khởi thiện tâm và duy trì thiện tâm, những thiện pháp trong đời sống. Và những thiện pháp mà nó có thì nó tốt cho cuộc sống. Thậm chí quý vị có nhiều Phật tử không biết đó, họ nói rằng mình tạo phước rồi mai mốt mình sanh tử, nhưng mà Đức Phật ngày ngày có khuyên chư tỳ kheo là đừng sợ phước báo, đừng sợ phước. Và đặc biệt là chúng mình nên tin rằng những cái chất liệu vô tham, vô sân, vô si trong thiện tâm nó lợi lạc vô cùng. Một cái ngày mà mình sống, ví dụ như là một buổi sáng hay buổi tối mà chúng ta nghe pháp được 2 tiếng đồng hồ, thật ra đối với nhiều người nghĩ rằng chuyện đó bình thường thôi, mình ngồi chung nghe pháp thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta thấy rằng điều đó chẳng những lợi lạc cho trí tuệ mà lợi lạc cho thói quen. Và nếu chúng ta dành 2 thì giờ đó để làm vườn, 2 thì giờ đó để tán gẫu, để coi phim, để vào trong Facebook, thật ra nó trôi qua chẳng nghĩa gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta dành 2 thì giờ đó, 2 giờ đồng hồ đó để nghe pháp, để suy niệm lời Phật dạy, thì chúng ta được nhiều cái lợi ở thiền tâm. Thành ra một cái người mà sống đó mà có hiểu thì người đó sẽ thấy rằng có rất nhiều cơ hội để thiền pháp sanh khởi. Người ta nói là bên những xứ nhiệt đới, thưa quý vị, là con người chết trên đống thuốc, có nghĩa là chung quanh mình có rất nhiều cái thuốc mà mình không có biết. Chúng ta đi đầu đà với các vị thiền sư, các vị hay nhắc là trong rừng có nhiều cái thuốc đó. Và điều này nữa, hồi xưa chúng tôi sống ở miền quê đó, chúng tôi có một người ông chồng của bà Tư, bà Tư là em của bà ngoại chúng tôi đó, và chúng tôi gọi là ông Tư đó. Thì ông Tư ông có nói một câu hồi nhỏ chúng tôi thấy nó không có nghĩa gì hết, nhưng mà lớn mình thấy cũng hay. Ông Tư nói là đất đó, ruộng đó mà biết đó thì đi chút là về có ăn thôi. Dạ, tức là cái người mà họ thành thạo về chuyện bắt cá, bắt cua, bắt tôm. Thì quý vị ở miền quê ngày, bây giờ thì chúng ta không biết, nhưng mà ngày xưa đó, trừ khi là cái đìa hay là cái ao cá ta nuôi cá vô thôi, còn như là ruộng người ta mình có thể bắt cua được, bắt cá được, cắm câu được, mà nói gì hết. Dạ, thì ông Tư nói là cái người thạo cái chuyện bắt tôm, bắt cá đó, thì bắt cua, bắt cá thì đi chút về có ăn. Thì với cái người mà thành thạo ở trong thiện pháp của mình, không phải chờ cho đến mình rất là giàu. Chúng ta nghe những người nói rằng mình trúng số mình đã làm này thì quý vị nên cười, là thật ra trong giới hiện tại mình có thể làm được nhiều phước, đâu phải mình trúng số mấy trăm triệu mình đã làm gì chuyện đó được. Và có nhiều người nói mình già rồi mình sẽ lo chú đồng công, bây giờ mình còn khỏe mình đi làm cái đó, người đó không biết luôn. Thiện pháp đó nó không cần phải như vậy. Và thật ra trong những gì cũng im lặng nhất, ví dụ mình ngồi chờ xe bus, ngồi chờ ở phía trường có vài phút, tự hỏi rằng mình đang thở vô hay thở ra, tự hỏi rằng mình đang cầu khổ cầu lạc, tự ưu thủy thọ giả, trong những giờ phút đó chúng ta niệm tâm từ tạo vô số phước. Mình biết tu rồi có nhiều cách tạo phước, mình phải biết chuyện đó, hoan hỷ trong chuyện đó, tích cực trong chuyện đó, phấn đấu trong chuyện đó,
mà chúng ta cũng hiểu là nên duy trì thiền pháp. Ở trong thời gian gần đây ở tại chùa Pháp Luân ấy, thì quý vị có cái chuyện như vậy là có một số Phật tử, nó cũng là cái duyên sao đó. Khi mà chúng tôi còn trẻ thì không gặp những người Phật tử này. Bây giờ chúng tôi 60 tuổi rồi thì gặp những Phật tử này là họ rất siêng, rất thích trồng hoa, trồng cây ở chùa. Dạ, họ trồng. Nhưng họ trồng rồi đó thì chúng ta phải nói rằng mình trồng không phải mình trồng rồi bỏ sót đó, không phải mình trồng rồi thôi, mà mình trồng rồi đó mình phải bảo vệ, tưới nước là một chuyện, rồi phải phun phân, rồi phải làm này kia. Nhất là ở bên hiếu sinh đó, thì ở đây hiếu sinh có những cây mà mùa đông mình phải mang vô. Chúng tôi có biết có hai vợ chồng Phật tử ở chùa đó, mình trồng bông giấy ở chùa và nhiều thứ bông khác. Mới biết hai vợ chồng lớn tuổi rồi, mùa đông thì luôn luôn theo dõi thời tiết, bữa nào lạnh quá hai vợ chồng thôi, hai chồng lớn tuổi cũng già rồi, nhưng mà lên chùa dùng cách thế mang từ chậu bông lớn vào ở bên trong để tránh lạnh, mà trời vừa ấm là mang ra. Thế nên thưa quý vị, chúng tôi cũng rất thương, nhưng mà đặc biệt chúng tôi rất là tùy hỷ. Và mình thấy một điều là một bài học lớn cho chúng ta là phải có công phu. Sư trưởng hồi xưa, sư trưởng hay nhắc câu thơ trong truyện Kiều là người chơi cũng lắm công phu, mà làm cái gì được nó cũng công phu lắm. Nhất là đối với thiện pháp là mình phải bảo dưỡng, không bảo dưỡng thì nó mai một. Cái người mà đi tu á, nó khác biệt theo thời gian. Ở điểm này là những ai có phấn đấu duy trì cái mình đã có thì cái thiện pháp lớn theo thời gian. Mà mình bỏ mặt đó thì không phải nằm ở tay đó mà nó mất. Quý biết là hồi mà chúng tôi đi học Bali ở Văn Hạnh đó, thì ở trong lớp Văn Hạnh nó có một số các vị lớn, các vị hòa thượng. Ở trong đó có Ni sư Trí Hải, Ni sư Thích Thiện Trí Hải mà là Phùng Khánh, Phùng Thắng á, Phùng Khánh á, dịch quyển Câu Chỉ Dòng Sông á. Có hòa thượng Chân Thiện, sau này dường như là hòa thượng làm viện trưởng Viện Phật Học ở Huế, hòa thượng Tịch rồi. Và có hòa thượng người Việt, lúc đó chúng tôi là Sư Dân Tâm á, là ai đang ở hy sinh chúng tôi đây, hòa thượng Hạnh Đạt ở chùa Xá Lợi và bây giờ làm trụ trì chùa Kim Cang, tu viện Kim Cang bên Atlanta đó, à, thầy Chân Thuận. Thì không hiểu sao cái lớp học đó hòa thượng từ xưa chúng tôi học đó, thì học chung với các vị đó. Và cái này cũng nói thiệt là thỉnh thoảng khi chúng tôi gặp lại các vị đó, chúng tôi nói chuyện thì bao nhiêu chữ nghĩa các vị trả về cho hòa thượng bên trong tại các vị không có xài, không có xài. Còn như hòa thượng Thầy Siêu á, thì chúng tôi phải nói thật sự là cái vốn hòa thượng Thầy Siêu học bây giờ đó từ hòa thượng Minh Châu á, thì không bao nhiêu hòa thượng có dạy vỡ lòng thật, nhưng mà những gì hòa thượng Thầy Siêu có thì do hòa thượng kiên trì, và do kiên trì học từ năm này qua năm khác, rồi lặn lội trong kinh điển, rồi viết sách, rồi chẳng những dịch kinh, rồi lại còn viết sách dạy Bali nữa, rồi thượng dạy Bali nữa. Quý vị nghe hòa thượng Thầy Siêu và hòa thượng dạy Bali á, không phải là học trong trường quăng ra được gì đâu, không phải đâu. Dạ, không phải tự nhiên học trường quăng ra mình hiểu Bali như vậy. Mình tại vì những gì mà chúng tôi nói với quý vị nghe là khi chúng tôi gặp lại là nói thì quá nhiều, gần như có bị quên sạch luôn những gì đã học. Mặc dù thời mà chúng tôi đi học á, chúng tôi nể các vị đó lắm, tại vì các vị dịch biết tiếng Anh, dịch bài từ tiếng Anh ra được làm thế này kia, nhưng mà bây giờ lâu ngày không xài tiếng. Đó là bài học cho cuộc sống chúng ta, đó là bài học Phật pháp của vậy. Đừng nghĩ rằng mình nghe bài pháp mình hiểu, mình học bài kinh mình biết rồi. Người ta nói kinh chuyển pháp luân, biết chuyển pháp luân, kinh hạnh phúc, biết kinh hạnh phúc, rồi mình biết vậy có nghĩa là nó sẽ tồn tại ghi đậm trong lòng mình được. Mình phải ôn, phải nhắc, phải nghiền ngập, mình phải sống với điều đó, hít thở với điều đó, hiểu cái tồn tại được. Thì thiện pháp cũng vậy,
tiền pháp mình có giống như là học Pali. Chúng tôi đối với quý vị mà học Pali mà học học đại khái học sơ sơ rồi rồi vài ba năm sau nhắc lại quý vị nhớ nhớ rồi, thì pháp có nhiều khi chúng ta phải thấy như vậy, và do vì chúng ta phấn đấu biết biết giữ cái gì mà mình có, nên chánh tinh tấn khi mà chúng ta nói về thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần, và nói một cách hôm nay dễ hiểu hơn là ác pháp chưa sanh ngăn cho đường sanh, ác pháp sanh rồi thì tiêu diệt, tiêu tiêu trừ, và thiền pháp chưa sanh làm cho sanh, thiền pháp đã có rồi được bật, được duy trì phát triển, thì chúng ta phải có sự hiểu biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, và phải có một cái thái độ đối với thiện bất thiện, đối với cái gì chưa sanh, cái gì đang có, và ra sự phấn đấu. À, trong thiền pháp nó có một cái chất mà Đức Phật ngài dạy, mà nếu chúng ta hiểu rõ cái chánh tinh tấn tại sao mà Đức Phật ngài dạy về cái phẩm mà vừa rồi quý vị học qua thượng từ siêu dạy, có nhiều quý vị có vị quý vị không để ý nhiều là chữ apamado. Apamado có nhiều khi dịch là không phóng vật hay là tinh cần, thật ra như vậy đại khái thôi, nhưng mà thật ra rất cái chữ apamado có nghĩa là phấn đấu, và phấn đấu không phải chỉ xiên, apamado phải chỉ để xiên, chỉ siêng năng thôi, và phấn đấu, sự phấn ở đâu ở đây đó nghĩa là thấy được cái nguy của ác pháp mà thấy được cái lợi lạc của thiện pháp, có một động lực tích cực, xăng tay áo lên, bắt tay vào việc, có một cái độ quyết đoán mạnh mẽ, thì cái đó chúng ta mới gọi là apamado. Còn mình xin xin làm này xin làm kia không phải là apamado. Đôi khi cái chuyện gì không phóng dật hay là tinh cần á, nó chỉ cho chúng ta một cái khái niệm nào đó, nhưng mà chúng ta phải nói rằng đối với bất thiện pháp đó thì phải có sự phấn đấu. Sự phấn đấu dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Sự phấn đấu đó là một thái độ rõ ràng đối với thiện, đối với bất thiện. Và sự phấn đấu đó thấy được rằng nếu mà mình không có đánh nhanh, không có ngăn ngừa ác pháp thì ác pháp sẽ thanh khởi, mà không đánh nhanh vào ác pháp đã có đó thì ác pháp sẽ tăng trưởng mạnh. Mà nếu mà mình không gieo trồng thiện pháp đó, thì cái mảnh đất trống nó sẽ làm cho cỏ mọc, tức là ác pháp sinh khởi, phải gieo trồng thiện pháp, và thiện pháp có rồi thì phải bảo dưỡng. Giống như một người thích cây kiểng, trồng xuống rồi ra sức để gìn giữ cây kiểng, chứ không phải mình trồng rồi mình bỏ đại đó, bỏ mặt đó thì nó tồn tại, không phải vậy. Thì chánh tinh tấn như chúng tôi nói là một đầu phần đầu của định học tăng thượng, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là cái gì rất là miên mật, rất là nền tảng của đời sống nội tại. Một người muốn tu tập nội tâm mà không hiểu rõ về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có vấn đề. Chúng tôi xin có vài điều chia sẻ với quý vị như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Quý vị cho chờ chúng tôi một chút. Không biết có vị nào cho chúng tôi biết là hiện tại trong lớp học có chư vị giảng sư nào có mặt không? Các vị thấy tại chúng tôi mấy hôm nay ở chùa chúng tôi vẫn xài iPhone vào đó. Vì ở chùa chúng ta bị mất điện. Ôi, oh, có là Thượng Đại Siêu. Giờ rất tiếc là hồi nãy không biết có là Thượng Đại Siêu để tỉnh và Thượng Đại Siêu dẫn nhập. Có Thượng Đại Siêu và Thượng có nghe không? Đúng là Thượng Đại Siêu đã ở trước máy xin và Thượng sẽ biết. Dạ. Nếu có Thượng Đại Siêu, chúng ta thường nói đến cái chánh tinh tấn đó, thì người ta hay giảng cái cách moral, tức là giảng cái luân lý bên ngoài là mình phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà làm sao để cái sự tinh tấn nó trở thành một cái gì rất là tự nhiên, và thay vì mình tinh tấn phải có người nhắc, tinh tấn phải có sách, phải có vở, phải có người dạy dỗ, mà làm sao sự tinh tấn nó trở thành một cái gì rất là tự nhiên trong đời sống. Như bản thân của Hòa Thượng bây giờ, Hòa Thượng hay viết sách chẳng hạn, hay Hòa Thượng hay tụng kinh, hay học Bali chẳng hạn, cái đó nó còn là cái sự cố gắng mà không cần người khác thúc đẩy. Bây giờ không cần người khác thúc đẩy, làm sao để cái sự phấn đấu của mình nó trở thành một cái bản chất tự nhiên trong đời sống, thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng tọa Tây Nguyên,
cùng chư tôn đức, thân chào quý tu nữ và quý Phật tử. Kính thưa quý vị, nhắm đến cái pháp tình tứ tình động cơ làm cho có cái sự tinh tấn thì nó có nhiều khía cạnh. Một người người đời, người cư sĩ họ phải có cái cách suy nghĩ để họ có sự siêng năng. Họ phải suy nghĩ rằng là nếu như ta lười biếng thì ta sẽ không có thu hoạch được những cái tài sản mà chưa có, và những tài sản đã có rồi thì ta không có gìn giữ được. Người cư sĩ bên ngoài nên suy nghĩ rằng không thể nằm chờ sung rụng tới miệng, hoặc là dù cho có sẵn tài sản nhưng mà lười biếng chỉ nằm ăn không thì tọa thực sân băng, ngồi ăn nuốt cũng lỡ. Đại khái là như vậy. Thì đối với người cư sĩ họ có cách suy nghĩ để làm cái lợi ích cho cái đời sống vật chất của họ. Cái khía cạnh khác của một người học Phật, thí dụ một vị xuất gia mà muốn học Phật Pháp đó, thì vị đó suy nghĩ rằng nơi ta đã xuất gia thì phải làm cái gì đó nó có lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Và họ tự cảm thấy hổ thẹn nếu như mình xuất gia 5 năm, 10 năm mà mình vẫn không có cái sự tiến bộ, không có hiểu biết gì về giáo pháp. Rồi khi mà những người cư sĩ hoặc là những vị tỳ kheo Tân Sê Di họ nghe nói rằng vị đại đức đó, vị thượng tọa đó, vị hòa thượng đó tu đập tập đã lâu ngày, mà nếu họ đến hỏi Phật Pháp, hỏi những điều thắc mắc ở trong kinh điển Tam Tạng, hoặc là họ xin một lời khuyên chỉ giáo mà ta không trả lời được thì như vậy sẽ hổ thẹn lắm. Nhờ suy nghĩ như vậy cho nên vì đó có cái sự nỗ lực học tập, có sự nỗ lực để dịch soạn kinh sách làm cho cái trí tuệ sáng lên từng ngày, từng tháng, từng năm, có cái sự phấn đấu chịu khó chịu cực. Thì giờ suy nghĩ như vậy cho nên một vị xuất gia tu học, vị đó sẽ được tiến triển.
Còn đối với một cái vị tỳ kheo, hay nói cách khác là một vị hành giả tu tập mà muốn có cái sự tinh tấn trong cái việc hạ thiền định, thì vị đó phải có cái sự suy nghĩ nếu tôi biết nhé, phiền não chưa có đoạn trừ thì khi ta chết với tâm tham sân si vẫn còn, ta có thể sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh Atula. Họ nghĩ như vậy cho nên họ cảm thấy sợ, hoặc là họ suy nghĩ rằng ở trong cuộc sống này có thân phải bị già, bị bệnh, bị chết, sinh cũng khổ mà già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ, ta đang sống trong sự khổ nếu không có sự nỗ lực để đoạn trừ khổ tái sanh trong tương lai, thì như vậy cái sự khổ sanh già bệnh chết nó vẫn tiếp diễn hoài hoài. Nghĩ như vậy cho nên vì nó sợ. Thì tám điều mà chúng ta suy nghĩ đó, tám điều đó gọi là bát loan cần, gọi là viriya rampha. Cái đó bát thế, gọi là bát thế thảm này, và thượng tình sư này gọi là bát thế thảm. Gọi là sân quy gác. Còn bát đoan cần đó, thì chúng tôi sẽ nói sau khi mà chúng tôi trình bày thêm cái này ở trong chú giải của Y Thiên Vô Tạc Cá. Ở trong chú giải còn giải thích thêm rằng ngoài cái bát đoan cần, ngoài cái bát thê thảm ra đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, sanh già bệnh chết ra đó, thì vị đó phải, vị hành giả phải quán thêm bốn điều nữa. Upadi với tít lô thu đời vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Ý ở trong cái cuộc đời này cái gì rồi nó cũng sẽ biến hoại, nó không có tồn tại được. Atano lô cô anh đời là vô hộ vô chủ. Thế gian này không có người khác bảo vệ cho ta được, mà ta cũng không thể là chủ quyền đối với thân ngũ uẩn này được. Rồi chúng ta suy nghĩ Asako Luko Sampang Pahaya Gamriyang, đời là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả, dầu tài sản, sự nghiệp, địa vị hay là thân bằng quyến thuộc, mình phải bỏ lại hết, mình ra đi tùy theo cái nghiệp của mình. Nghĩ đến chỗ đó để chúng ta chán và chúng ta tinh tấn lên. Hoặc là chúng ta suy nghĩ Uno Loco Atito Tanha Daso, đời là khiếm khuyết, thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Ở trong thế gian này, chúng sanh cái túi tham không đáy, không bao giờ nó thỏa mãn với dục vọng. Có rồi muốn có nữa, và khi có được rồi thì lại muốn có thêm nữa, suốt cuộc đời phải làm nô lệ cho tham ái cho đến chết cũng không thỏa mãn được, và cuối cùng phải mệnh chung với cái tâm khao khát thì sẽ sanh được khổ cảnh. Khi mà chúng ta quán 8 hoặc là 12 cái sân quê gác đó, Sanguchiya Gani. Ở đây
khi mà chúng ta muốn có cái sự tinh tấn tu tập đó, trước hết là chúng ta quán thấy cái sự nguy hiểm của cái sự dễ vui, cái sự lười biếng, bằng cách là chúng ta quán những cái pháp động tâm như thế, bi động như thế. Rồi ngoài ra chúng ta còn phải quán thêm cái bát loan cần, chúng ta còn phải tu tập thêm những cái điều này. Ở trong này một vị có cái sự tinh tấn đó, muốn có cái sự tinh tấn, khi vị đó học hoặc là tu, tu đây tức là hành, học hoặc là hành thiền, học pháp hay là hành thiền, khi mà vị đó sắp có công việc phải làm, vị sẽ nghĩ rằng nó có công việc phải làm, như là ở trong chùa chẳng hạn, có việc xây dựng hay công việc gì đó, trong thời gian làm việc đó ta sẽ không có rảnh rỗi để mà học pháp hay là hành pháp. Vậy thì bây giờ khi chưa làm, ta hãy học pháp hay là hành pháp để bù lại cho những thời gian sắp tới mà ta bận việc. Đó là cái đoạn cần thứ nhất, cái mối tinh tấn thứ nhất. Cái đoạn cần thứ hai đó là vị hành giả khi đã làm xong cái công việc, vị đó suy nghĩ rằng vừa rồi trong thời gian mà ta làm việc đó, ta đã bỏ cái sự học, cái sự hành, bây giờ công việc đã xong rồi thì ta phải bù lại. Đó là cái đoạn cần thứ hai. Cái đoạn cờ thứ ba đó là khi mà sắp đi xa, sắp có cuộc hành trình, vì nó suy nghĩ tương tự như vậy. Nay ta có cuộc hành trình xa, trong thời gian đi ta sẽ không học được, không hành được. Thế thì bây giờ mình phải học hành để bù lại những thời gian đó. Khi đi xa mới về, vì nó suy nghĩ cái đoạn cần thứ tư đó, trong thời gian hôm nay ta đã đi không có học được, hành được, bây giờ ta mới về thì phải học và hành bù lại những thời gian đó. Thứ năm là khi sắp bệnh, mình vừa thấy cơ thể ương yếu sắp bệnh, mình suy nghĩ rằng nay thân này sắp bị bệnh, trong thời gian mà bị bệnh đó rất có thể ta sẽ phải nằm nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, để trị bệnh, thì ta sẽ không học được, hành được. Cho nên bây giờ bệnh chưa có nhiều thì ta phải học và hành để bù lại. Rồi khi vừa hết bệnh thì vị đó suy nghĩ trong thời gian bệnh ta đã bỏ phí cái thời gian không học không hành, thì bây giờ khi vừa hết bệnh ta nên là bù lại, hoặc xem chừng cái bệnh này rất có thể bị tái phát, nếu vậy thì ta sẽ mất nhiều thời gian nữa, do đó cho nên phải tranh thủ vừa hết bệnh là mình học mình hành đi. Rồi thứ bảy là khi việc thực thiếu kém, bị đối lã,
Một người tinh tấn họ suy nghĩ rằng nay ta ăn như vậy thì cơ thể nó sẽ được nhẹ nhàng, sẽ được thoải mái, thì ta hãy tu tập. Còn khi mà có vật thực ăn vừa đủ, ăn no, thì vị đó suy nghĩ rằng nay có vật thực dễ tìm, ta đã ăn xong, cơ thể đã khỏe, thì ta hãy cố gắng và tu tập. Thì đó là bát luân tập, là tám mối tạo nên cái sự tinh tấn mà ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy như vậy. Thì ở đây đó, thưa quý vị, là trước tiên là chúng tôi nói cái vấn đề qua cái lý kinh điển Đức Phật ngài dạy cho người cư sĩ cách suy nghĩ để có cái sự tinh tấn Uthana Samadha Anuraha Samadha để đem đến lợi ích hiện tại cho họ, cho những người cư sĩ. Rồi đối với một người xuất gia tu tập thì có những cái cách suy nghĩ để họ có cái sự tinh tấn. Còn cái vị mà hành thiền họ có cách suy nghĩ để họ tinh tấn, họ không có bị cái sự lười biếng lui sụp, thì đó là nói theo kinh điển. Còn ở đây đó, khi mà chúng ta đã có cái thói quen như vậy rồi thì thỉnh thoảng chúng ta nên nhắc lại thôi, bởi vì một người khi đã có cái sự tinh tấn siêng năng, nó trở thành cái thường cận y duyên, thành cái nếp sinh hoạt rồi, thì không sợ rằng mình sẽ bị lười biếng. Nhưng đối với phàm phu thì chúng ta cũng không tránh khỏi những lúc mà chúng ta bê trễ. Do đó cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải nhắc lại, thỉnh thoảng chúng ta phải nhắc lại. Nhắc lại có nghĩa là chúng ta phải dạy tâm, đắm mắt. Và Đức Phật ngài cũng thường khuyên các vị tỳ kheo đó có 10 điều mà vị tỳ kheo đó phải thường tâm áp phiên hăng cái chùa với khai nát. Đối với các bậc xuất gia đó, gọi là 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia, hay 10 điều mà bậc xuất gia cần phải suy tưởng mỗi ngày. Quỳ quần lý dần thí Achubakato, phải quán xét rằng ta là người không có giai cấp gì trong xã hội, hoặc ta có hình dáng khác hơn kẻ thế. Nhắc nhở như vậy để chúng ta không có làm cái gì giống như người cư sĩ. Prapat Natipitha Me Chivka, sự nuôi mạng của ta là do người cư sĩ họ cất giữ, tức là mình phải sống nương nhờ lệ thuộc vào người cư sĩ. Cho nên mình phải có sự tinh tấn tu tập để mà mình bù lại, mình đáp lại cái công đức của họ. Anyome Akapo Karneyo, luôn luôn suy xét rằng hành vi thân khẩu của ta phải khác hơn kẻ thế. Rồi cái chế độ khô hăng silato nữa bao quanh đấy tí. Nó phải quán tưởng hàng ngày rằng ta có thể tự khiển trách ta vì giới luật được chăng, hoặc là suy nghĩ cái điều thứ năm đó là suy nghĩ cái chinh đô cô bằng anh đối với chư quy du sập rắm chà đề si là tô
nó có quá đành tiếp các bạn đồng phẩm hạnh. Khi suy xét về ta, họ có thể khiển trách ta vì giới hạnh được chăng? Phải suy xét như thế. Rồi điều thứ sáu là vì đó phải suy xét sape hi be di hi ma na be hi na na pha vu da pha vu, ta phải xa lìa, phải xa ly tưởng biệt với người thân người thương, tất cả người thân người thương. Vậy thì chúng ta quan sát cái điều thứ bảy đó ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là tài sản, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp là chủ y cứ. Ta sẽ thừa hưởng quả của nghiệp hay nghiệp ác mà ta tạo. Quán xét như thế. Rồi điều thứ 8 phải quán xét rằng là cách chi đô khô hăng su nha gà rê a phra ma mi, ta có ưa thích đời thanh vắng chăng? Là quán xét như vậy để tập cho mình cái hạnh sống viễn ly. Cái tham phô tất mê ra tinh đi qua quy tiên quát tâm tiết. Ngày đêm trôi qua, ta đã làm được gì? Được gì? Khi mà quán sát thế là tự nhắc mình là ngày đêm trôi qua, cái thời gian lặng trôi qua đó, ta đã học được những Phật môn gì? Ta đã hành thiền được cái gì rồi? Có hành thiền không? Có học không? Nhờ quán sát gì mà có sự tinh tấn? Rồi cái điều thứ 10 đó, Atimoku me utari manus tham mang Atikato so hang sun Bacchime kale sapramachari hipotho namang kufa wisami. Cái pháp thượng nhân là thiền định và đạo quả ta đã chứng đạt được chưa, để khi mà giờ phút lâm chung các bạn đồng phạm hạnh có hỏi đến ta không có hổ thẹn. Thì như vậy đó thưa quý vị, thầy giải rất kỹ một xuất gia quý vị mà người tại gia cư sĩ quý vị, nếu mà chúng ta học và nhớ được những lời của Đức Phật dạy, để chúng ta có cái tâm niệm mỗi mỗi ngày, nó là cái động lực giúp cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Cho nên ở đây chứ, khi mà chúng ta nói đến cái sự tinh tấn, không phải chúng ta chỉ học thuộc lòng bốn chánh cần: ẩn cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Chúng ta học thuộc lòng chi pháp như vậy, nó không có thôi thúc chúng ta được. Chúng ta phải học những cái cách gọi là tự hóa bản thân, tự nhắc nhở bản thân, khuyến khích bản thân, tự sát ấn bản thân, thì như vậy chúng ta mới có cái sự tinh tấn được. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 mà Hòa Thượng Giác Đẳng đã hỏi: làm thế nào để sự phấn đấu trở thành bản chất tự nhiên của tâm? Thì ở đây chúng tôi chỉ dẫn chứng qua kinh điển và chúng ta đưa theo đó chúng ta thực hành, thì tự khắc thì chúng ta sẽ có
cách nào để mà chúng ta phấn đấu cái sự tinh tấn nó trở thành bản chất tự nhiên. Chứ còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái cách mà chúng tôi bản thân phấn đấu để có cái sự siêng năng thành bản chất tự nhiên đó, siêng năng soạn bài, siêng năng viết bài, hay là những lúc mà chúng tôi soạn một cái tác phẩm, chúng tôi viết được 5 trang, 10 trang, nhưng mà khi xem lại chúng tôi không ưng ý, chúng tôi có thể bỏ 5 trang, 10 trang, 20 trang đó để chúng tôi viết lại từ đầu đó, thưa quý vị. Thì những lúc đó thưa quý vị là phải có thực sự giải tâm như thế nào để có cái sự tinh tấn. Ngán lắm chứ thưa quý vị, ngao ngán lắm, mệt mỏi lắm, giống như là đã đi 1/4 đoạn đường, bây giờ phải quay trở lại để khởi hành vì nó ngán ghê lắm. Nhưng mà cái đó thì do tự mỗi người có cái bản chất riêng. Ở đây chúng tôi chỉ nói theo kinh điển thôi. Nam Mô Bụt Thầy, xin kính hòa thượng trở lại. Bạch hòa thượng từ xưa, đây là câu hỏi nó mang tính riêng tư, nhưng mà khi mà chúng ta còn nhỏ vào chùa thì đúng là thật sự phải nói rằng cả hai chúng ta đều rất là tích cực, rất là gắn bó với việc học Phật pháp. Nếu mà nhìn lại những năm tháng đó thì hỏi hòa thượng một điều rằng mình tích cực học như vậy là do mình thích hay là do mình siêng vậy? Dạ, và giữa cái siêng với cái thích á, cái nào nó nổi trội và cái nào nó dẫn đạo chúng ta, thì hòa thượng có khi nào hòa thượng xét lại điều đó, hòa thượng có câu trả lời rõ ràng không, là do mình thích hay là do mình siêng năng, do mình tinh tấn? Xin thỉnh hòa thượng có thể trở lại. Kính của thượng giới đẳng, kính thưa kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói thì chúng ta tinh tấn thì không biết làm sao mà chúng ta mới có cái sự tinh tấn được. Vì chúng ta muốn giúp mình nhảy qua một cái mương rạch thì chúng ta phải lấy cái đà, phải lấy thế, hoặc là như khi nhỏ đó, ở dọc theo cái bờ rạch trồng một hàng dừa. Cái lát dừa nó sụ xuống, nó vừa cái tầm dối. Thì khi nhỏ đó, mình ở dưới quê, mình thường hay nắm những cái chót lá dừa để mình đu mình nhảy qua bên kia. Nó phải có chỗ để mà chúng ta bám. Đúng rồi. Nếu đến sự tinh tấn á, thì nó có nhiều cái lý do. Vì sợ hãi mà tinh tấn. Vì thích thú mà tinh tấn. Vì kính nhở người mà dạy mình, nhắc nhở mình tinh tấn. Rồi hoặc là vì
danh dự mà mình tin tấn cũng có, nó có nhiều nguyên nhân. Như khi nãy và thượng giác đẳng hỏi chúng tôi là hồi nhỏ mình vào chùa mình thích học Phật pháp, như vậy cái thích đó là do cái sự tinh tấn hay sao? Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là chính nhờ cái thích đó mình mới có sự tinh tấn. Rồi cái sự tinh tấn đó hãy càng siêng năng càng học hỏi thì nó lại giúp cho chúng ta lại có sự quan hỷ thích thú thêm nữa. Hai cái đó nó hỗ tương với nhau, hai cái điều kiện đó nó hỗ tương với nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói cái điểm này là khi mà mình thích thú, mình quan hỷ với Phật pháp thì mình sẽ có cái sự siêng năng, có sự tinh tấn. Còn khi mà chúng ta quán xét cái sự đời, chúng ta chán, chúng ta sợ cái sự sanh tử luân hồi, hay là chúng ta sợ phải bị sanh vào đọa xứ, cho nên có cái sự tinh tấn, hay là sợ người trí khiển trách, cho nên mình có sự siêng năng, có sự tinh tấn. Cái đó là vì sợ, có sự tinh tấn. Vì kính trọng cái người đã dạy mình. Thí dụ bây giờ ngày xưa đó thưa quý vị, chúng tôi vừa vào thượng giác đẳng, khi mà học Phật pháp với ngài Hòa thượng Tịnh Sự hoặc là với Hòa thượng Giác Chánh chẳng hạn, sư cậu, vì mình kính trọng hai vị đó, thầy đó, cho nên mình không dám ngủ nhiều, mình phải siêng lên, mình phải siêng năng học pháp để cho các vị đó hài lòng. Thì đó là do cái sự kính trọng các bậc thầy mà mình có cái sự tinh tấn, hoặc là có sự sĩ diện mà tinh tấn. Thí dụ như khi mình làm giáo thọ, mình làm thầy dạy học trò đệ tử ở trong chùa, mình là ông thầy, mình dạy người ta phải siêng năng, và trong khi bản thân mình thì ưa ăn ưa ngủ thì vậy làm sao làm gương được. Cho nên lúc đó dầu mệt mỏi mình phải cố gắng, dầu những cái ngày bệnh, khi mà bệnh quá đó thì lúc bây giờ mới là không khuya, không nên công phu nổi, nhưng mà cũng ngồi ở dưới phòng để mà ôn kinh điển hoặc là hành thiền. Nhưng mà hãy những ngày nào khỏe thì mình phải lên để làm gương. Thì như vậy cái đó là do cái danh dự, cái sĩ diện. Cho nên nó có nhiều cái khía cạnh để giúp cho chúng ta có sự tinh tấn. Nhưng mà trong đó cái sự tinh tấn mà cho chúng ta có cái sự quan hỷ thích thú trong giáo pháp, thì cái sự tinh tấn đó, khi mà mình một là kính trọng Đức Phật nên mình có sự tinh tấn, kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo pháp, kính trọng chư hiền thánh tăng, rồi mình nghĩ rằng mình lừa biến là mình đi ngược lại, mình đi cách xa mấy vị, các vị đó, cho nên mình có sự tinh tấn. Hoặc là mình quan hỷ với giáo pháp, giáo pháp thật là tuyệt hảo, khi đọc đến đâu mình cảm thấy thích thú thì do đó nó giúp cho mình có cái sự tinh tấn. Cho nên tùy theo cái cá tính của mỗi người, có người tinh tấn do cái sự thích thú công việc, có người tinh tấn do họ cảm thấy sợ cái hậu quả của sự lười biếng, có người tinh tấn do vì kính trọng bậc thầy dạy dỗ,
Có người tinh tấn do vì sĩ diện hay là muốn làm gương cho người khác, đó là bốn cách. Thì khi mà chúng tôi trình bày như vậy là chúng tôi giảng thêm những gì ngoài cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng ra, thì chúng tôi giảng thêm cho quý vị nghe những cái vấn đề đó để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân Hòa Thượng Tự Sư, kính thỉnh sư huynh đi nghỉ. Phần còn lại sư đệ và Thượng Tọa Tư Quyền sẽ tâm đắc. Thượng Tọa Tư Quyền ấy, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền đang có ở trước máy đó, thì xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận vừa tiếp theo. Không biết Thượng Tọa Tư Quyền có trước máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền. Thưa quý vị, có lẽ là Thượng dạ thấy từ từ. Thì tôi thưa quyền, thông thường đó thì người ta hay chia ra là có động lực tích cực và tiêu cực. Thí dụ như mình nghĩ đến cái kết quả tốt á, thì đó là một cái tác động tích cực. Nhưng nghĩ đến hậu quả xấu á, là cái tác động tiêu cực. Bằng cái kinh nghiệm tu tập thì tập tây nguyên đó, thì khi mà mình muốn tinh tấn á, mình nên chọn cái tác động tích cực hay là tác động tiêu cực. Thí dụ như mình nên nghĩ đến cái tai hại, nghĩ đến cái khổ, nghĩ đến con đường địa ngục để mà tinh tấn, hay là mình nên nghĩ đến những cái thành tựu đạo quả giải thoát, hay nghĩ đến phước báo nhân thiên, nghĩ đến những điều tốt đẹp để mà tinh tấn. Thì đối với Thượng Tọa, cái nào là cái mà Thượng Tọa khuyên quý Phật tử, hay là cả hai luôn? Xin kính thưa Thượng Tọa tự nguyện. Dạ, con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, con kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Từ Ti, để Đức Từ Đức cùng chư tăng thân chào đến với tôi được cùng chư Phật tử. Và cái bạch Hòa Thượng, quả thật thì một cái hướng nó tiêu cực hay tích cực là do chính chúng ta thôi, hay hoặc là để làm cảnh đó, thì cái cảnh tiêu cực chưa chắc là một điều xấu, mà cái cảnh tích cực nó hay đó cũng chưa chắc là một điều tốt đẹp. Nhưng nhìn chung thì dầu cho là cảnh xấu cảnh tốt gì, nếu mà người Phật tử hay người tu, thí dụ nhìn một cái cảnh hoang tàn, nhìn một cảnh buồn thảm, nhìn một cảnh mà nó tan tác, thì tâm của người tu tập nghĩ rằng sự đời nó vô thường, nó đổi thay, và cái sự hình thành, sự phát triển của tứ đại này, của vạn vật vũ trụ này nó như thế, hay là một cái sự ly tán, một cái sự đau khổ của người thân, thì chúng ta lấy từ đó mà chúng ta biết được lời Phật dạy ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, hay là nhìn những cái cảnh tang thương đó là một cái điều suy quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, hay quán về cái được thua mất còn của tất cả. Thì đây chính là một giá trị tích cực. Tuy cái cảnh đó là cái cảnh tiêu cực, cái cảnh không đẹp, nhưng nó lại là một cái tác động tích cực. Nếu như tuy là cảnh đó nó không có tích cực, nhưng chúng ta chuẩn bị tâm của chúng ta nó sẽ tích cực hơn. Còn bằng ngược lại, nếu như người Phật tử mà chúng ta đi các cái lễ, hay chúng ta đi đến chùa mà chúng ta cảm thấy vào điện Phật chúng ta hoan hỷ, hay chúng ta nhìn các lễ hội, hay chúng ta nhìn chư tăng, hay chúng ta nhìn hay chúng ta xem được những quyển kinh, hay nghe được những cái băng đĩa, hay chúng ta nhìn những cái Phật cảnh, hay là những cái pháp ngữ mà để mà treo những cái câu Phật ngôn hay, thì chúng ta tự nhiên chúng ta nhìn cái đó chúng ta hoan hỷ và chúng ta cảm thấy là cần đi theo, vân vân. Hay chúng ta cảm thấy rằng cái đời sống, chúng ta nhìn các sư đó, ta nhìn cái đời sống tu này mình cần phải tu, nhìn cái hình ảnh Phật tác động cho chính chúng ta, mình cần phải làm gì đó để báo ơn Phật. Rồi nhìn cái hình ảnh của chư tăng thì mình mới thấy được cái giá trị tu tập nó là một điều hết sức là căn bản, vân vân. Thì cũng là một giá trị tích cực.
hay là mình thấy, nếu mà hiểu biết được người ta được cái sự thịnh yên, thịnh vui, người ta được cái sự may mắn đó là chính người ta tạo cái nhân tốt, thì mình hãy tích cực tạo cái nhân tốt để mình được như như người. Hay là chúng ta cần phải làm những việc lành, những việc tốt, để đó chính là nhân là duyên, để cho chúng ta đời sau ở chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Thì đây chính là những cái, những cái vai trò hay những cái cảnh, hay những cái, cái điều mà chúng ta gặp thấy mà nó có giá trị tích cực, mà nó cảm thấy vui hay cảm thấy hoan hỷ, thì cái nào cũng là được hết. Cái sự tác động đó, cái sự ảnh hưởng, sự bất cảnh do tâm này liên tưởng đến là cảnh, cảnh xấu hay là cảnh tốt, nó đều là một cái tác thành động lực, cái tác thành quả cho tất cả chúng ta, để biết làm sao chúng ta xu về bờ giác, hướng về cái điều tốt đẹp. Đó chính là cái điều cần thiết. Chứ sự thật ra thì quý vị biết là cái tinh thần nhà Phật hết sức là đặc biệt, ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể chuyển hóa được. Hình ảnh của tiêu cực, hình ảnh của tích cực, cái tâm của con người vừa đau khổ hay tâm con người tích cực thì đều có những cái pháp lạc phải tương ứng, mà tùy theo cái khả năng vận dụng, cái khả năng chuyển hóa, cái khả năng chia sẻ và khả năng mà gửi tới cho người. Thì ở đây chính là một điều mà chúng ta thấy khi chúng ta học, khi chúng ta đọc, hay chưa khi chúng ta nghe được Phật pháp và học đọc được Phật pháp nhiều á, chúng ta mới cảm thấy rằng quả nhiên Đức Phật ngài đã giao cho chúng ta tất cả, không còn cầm nắm giữ gì hết trơn. Nhưng tại chúng ta không dấn thân, chúng ta không đi trên con đường của ngài đã dạy, hay chúng ta không chịu khó lắng nghe, chịu khó thực nghiệm, chịu khó suy tư, chịu khó thực hành những lời dạy của Phật, đúng là nó đúng y như trong kinh, đi như nguyên bản, khuôn đúc nó là vậy. Nếu như chúng ta quay về, chúng ta chịu nhìn lại, chịu khó đọc, chịu khó nghe, chịu khó xem, chịu khó cố gắng học, thì chúng ta mới thấy rằng đối với Phật pháp rất là quảng bá, đối với Phật pháp rất là đa diện, đối với Phật pháp rất là rộng. Đức Phật ngài không chỉ nói riêng về con đường chứng đắc sanh tử khổ đau, chấm dứt sanh tử khổ đau, mà đối với Đức Phật ngài nói về một cái sự quần tụ của kiếp nhân thiên của trên cuộc đời này, như là bài kinh Kalama chẳng hạn, thì chúng ta biết cái bổn phận, cái trách nhiệm hay có đối với cuộc đời, đối với xã hội này, đối với cuộc đời này, Đức Phật ngài đã dạy hết. Giữa những giai tầng, giữa những cha mẹ, vợ chồng, con cái, xã hội, cuộc đời, quê hương, đất nước, của tất cả mọi thứ đều được Đức Phật ngài chỉ dạy cho chúng ta làm sao thực hiện một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp. Mà ở đó nó có một giá trị tích cực. Rồi sau đó, rồi ngài mới chuyển hóa lên cao hơn. Đó chính là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Hay là khi chúng ta làm các công đức thiện sự thuộc về các phước lành thập thiện, hay là những phước lành tạo tác, vượt qua những phước lành tạo tác đó, nó có những cảnh giới thiền định, làm cho tâm được an ổn, làm cho tâm được tĩnh lặng, cần phải thành tựu, và con đường đặc biệt đưa đến sự chấm dứt sanh tử khổ đau, thì chính Đức Phật ngài nhấn mạnh ở chỗ này. Đây là cái đích đến, đây là cái điều mà các ngươi cần tầm cầu, cần phải xem là một điều mà chúng ta không bao giờ mà lãng quên được, mà phải có giá trị tích cực để tầm cầu cái sự an lạc, cái sự giải thoát. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài đưa cho chúng ta hết, chứ không phải là vô đạo Phật tức là chỉ tu đời giải thoát. Nó có nhiều đề pháp, nó có nhiều cái lý sự để khế cơ, khế lý, khế hợp cho tất cả chúng ta. Những hoàn cảnh, những tình huống, nếu chúng ta đọc trong kinh văn thì chúng ta thấy sẽ gặp tất cả. Những người được thua mất còn, những người đến với đạo,
đầu tiên tích cực sau đó tiêu cực, đầu tiên tiêu cực sau đó tích cực, hay đầu tiên tích cực sau đó tích cực rồi đầu tiên tiêu cực sau đó tiêu cực tiếp, vân vân, tất cả những hình thái đều được Đức Phật ngài nêu bật. Thì chúng ta thấy ngài đã giáo hóa, ngài đã truyền trao và ngài đã gửi tới cho tất cả chúng ta, không cái gì mà không còn gửi tới, do chính chúng ta có cái ý niệm tu tập, có cái ý niệm dấn thân và có ý niệm đi theo dấu chân của ngài đã đi hay không, đó là do chính tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy, trong sự tu tập chúng ta nên chọn tác động tích cực hay tác động tiêu cực. Đây tức là tùy hoàn cảnh và tùy tâm ý của mỗi người. Nếu như có là tích là tiêu cực, cảnh không tốt chuyển thành cảnh tốt, chuyển thành cái tâm tốt, vân vân, thì tất cả chúng ta sẽ được yên vui, sẽ được tốt đẹp. Và đây chính là cái câu thảo luận trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần muốn tụng thì kính cung thỉnh hòa thượng Nam Mô Bổn Sư. Sa thú thích cần nha, thưa tôi thưa quý vị. Thưa tôi Đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút sau cùng, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái thí dụ này để đúc kết cho cái đề tài chánh tinh tấn hôm nay. Khi chúng ta ở Mỹ đó, thì khi mình mua xe thì thưa quý vị, người ta hay phân biệt là xe theo cylinder, cylinder tức là theo cái ngôn ngữ của người Việt Nam đó, là người ta nói như vậy là 8 cylinder, 6 cylinder, 4 cylinder. Người Việt Nam ở đây họ dùng chữ là 8 máy hay 6 máy hay 4 máy. Thì chúng tôi không biết là ở Việt Nam họ dùng cái chữ nào, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ mà qua bên Mỹ 17 tuổi cho đến bây giờ thì vẫn nghe người Việt ở đây dùng cái chữ cylinder gì là máy. Chắc có lẽ người ta có cái chữ khác hơn. Ở trong cái máy thì nó có 8 cylinder, 6 cylinder, 4 cylinder. Thì thường thường có một số hãng xe đó họ bán cho chúng ta cái chiếc xe, thí dụ cũng chiếc xe truck hay là một chiếc xe sedan mà chúng ta chạy đó, thì mình có cái sự lựa chọn cũng kiểu xe đó, tất cả mọi thứ giống nhau, chỉ có cái là máy mạnh hay máy yếu thôi. Dạ, máy mạnh máy yếu. Máy mạnh đó thì nhiều cylinder và máy yếu ít cylinder hơn. Thí dụ như là cái chiếc xe mà mình chạy ở tại thành phố Houston là nơi bằng phẳng á, thì thưa quý vị, mình chạy xe 4 máy á, không có trở ngại gì hết, tại vì nó không có lao đồ nhiều. Nhưng mà ví dụ như chiếc xe chúng ta chạy ở Seattle hay là ở một vài nơi ở California, thì cái máy mạnh hay máy yếu đó nó rất quan trọng, đặc biệt rất là quan trọng. Dĩ nhiên là máy yếu thì bốn máy hay máy nhỏ, máy yếu thì nó ít tốn xăng hơn, và sáu máy thì nhiều tốn xăng hơn. Nhưng mà khi mà mình chạy qua những ngọn đồi, những cái dốc đó, thì mình mới thấy cái sự khác biệt, sự khác biệt giữa máy mạnh và máy yếu. Thì chúng tôi muốn dùng cái máy mạnh máy yếu để chỉ cho cái nghị lực hay là sự tinh tấn ở mỗi chúng ta. Trong đời sống bình thường, buổi sáng thức dậy ở trên giường thì một người có tinh tấn và người không có tinh tấn mới nhìn thì không khác biệt bao nhiêu hết. Người có tinh tấn thì hướng tâm về niệm tâm từ, niệm hơi thở, lễ Phật. Còn người không có tránh tinh tấn thì không có tinh tấn thì cứ thức dậy rồi đi rời khỏi giường, rồi đi vệ sinh, rồi rửa mặt, đánh răng rồi về thôi. Nhưng mà khi mà gặp hữu sự, khi mà gặp phiền não, khi mà gặp chi phối đó, thì nó có sự khác biệt lớn. Cũng như chúng tôi nói là quý vị chạy xe 6 máy hay 8 máy, 6 máy hay 4 máy trong một cái thành phố phẳng lì như Houston đó, thì 6 máy hay 8 máy đôi khi nó không có sự khác biệt, thậm chí là 4 máy ít hơn xăng hơn. Nhưng mà khi chúng ta chạy xe qua những cái địa hình mà tương đối là đồi dốc nhiều như thành phố San Francisco chẳng hạn, thì nói thường người Việt là make big difference, tức là có sự khác biệt rất lớn. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái 6 máy nó có cái lợi như vậy. Đức Phật thì ngài thời Đức Phật tài xế, người ta không có chạy xe như chúng ta hôm nay,
Thành ra ngài dùng cái thí dụ khác, ngài thí dụ khác, mà thí dụ ngài rất là bình dân, rất là gần gũi, như mái nhà khéo lợp đó thì mưa không thể sắm vào, tham dục không chi phối với người tâm khéo tu. Như mấy nhà vụn lợp, nước mưa dễ thấm vào, nước mưa dễ thấm ướt á. Cũng vậy, tham chi phối với người tâm phục tục. Thì ngài dùng hình ảnh của mấy nhà với nước mưa, thì lúc ngài chỉ chi phối. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài cũng có dạy rằng Như Lai không thấy có cái gì mà lợi lạc lớn như là cái tâm khéo tu tập. Và trong cái câu đó có hàm ý nhiều thứ lắm. Tuy nhiên, chúng ta là người học Phật, tu Phật đó, thì mình dễ dàng nhận ra được một điều rằng cũng tâm ý, nhưng không phải tâm người nào cũng giống nhau. Tâm ý phải giống nhau. Có những nội tâm có nội hàm, có nội lực. Có những người nội tâm không có nội hàm, không nội lực. Có những tâm yếu, tâm mạnh. Chúng ta phải tin như vậy. Không phải có tâm mà giống nhau đâu. Người bạn dầu người ta nói linh hồn là trường tồn bất biến, linh hồn là thế này thế kia, nhưng mà không phải tâm mỗi người giống nhau đâu. Đừng nghĩ như vậy. Có tâm yếu, có tâm mạnh, quý vị tin như vậy không? Có những người đứng trước phong ba bão tố họ vững, có những người đứng trước phong ba bão tố đó thì thật ra họ chao đảo, họ nhốn nháo, họ phiền muộn, than khóc. Tâm thì có mạnh có yếu, và cái mạnh có yếu đó giống như máy mạnh máy yếu, do đâu? Là chúng ta có nội lực hay không. Vì nào mà thích đọc truyện kiếm hiệp á, thì những cái tác giả như Kim Dung hay là Cổ Long, Hòa Thiên Sinh vân vân thường hay nói về cái điểm là nội công thâm hậu. Nội công thâm hậu, cái đó là ý tưởng rất là mơ hồ, nhưng mà có những nội công mà chúng ta nghe nghĩa là ví dụ như là không phải ai cũng học được Giáng Long Thập Bát Chưởng, mà chỉ có những nhân vật như Kiều Phong, Quá Tỉnh học Giáng Long Thập Bát Chưởng, tại vì cái nội công rất là tránh tinh tấn, có tinh tấn lâu ngày nó có cái lực, có tránh tinh lực. Tránh tinh tấn không đơn thuần là sự cố gắng, mà tránh tinh có lực, và khi có lực á thì nó làm mọi thứ dễ hơn. Càng có nhiều nội lực á thì mọi việc nó càng dễ, càng thoải mái, mà tâm càng yếu á thì làm mọi việc càng khó. cái nghịch lý như vậy. Đôi khi mình than là sau cái việc đó mà anh ấy làm dễ quá, mình làm khó quá. Thật ra mình quên rằng anh ấy có tu, anh có hàm dưỡng, anh có tôi luyện. Còn mình nữa, mình không quen cái đó, mình làm việc rất là mệt. Thì Đức Phật ngài có nói rõ là tâm thì có yếu có mạnh, có khéo tu có phụng tu, có nghị lực nhiều hay nghị lực ít, có nội lực nhiều hay không nội lực. Và cái phần mà định học tăng thượng gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì phần đó bao gồm cả phần mà chúng ta gọi là quân tu nội lực. Chúng ta sẽ bàn đến chánh niệm và chánh định trong những bài học tới. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Bhutta Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Quyền. Khi nên để chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú sát thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn giảng giải cũng như đúc kết học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu để hành theo, được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không lạc nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn với ớt đã yểm trợ cho các phần